Vâng, đồ gỗ bán sáu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Có rất nhiều khách hàng thắc mắc và muốn mua một số mẫu đôn về để kê đồ trong không gian phòng khách. Những cái mẫu đôn gồm có hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình lục lăng. Thì hôm nay đồ gỗ bán sáu cũng mang lên và giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn một số mẫu đôn gỗ để cho quý vị và các bạn tham khảo mang về để trang trí trong không gian nhà. Ở đây thì gồm có các chất liệu gỗ, đó là gỗ hương đá, gỗ gụ và gỗ gõ. Ở đây thì tất cả các cái mẫu đôn này đều là đôn phong thủy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút ít về cái khái niệm về đôn và ý nghĩa về đôn trong cái việc sử dụng đôn trong không gian nhà. Trước hết, đôn là một trong những sản phẩm đồ nội thất được nhiều gia đình sử dụng. Đôn còn được gọi là ghế đôn, có thiết kế giống như một chiếc ghế ngồi. Tuy nhiên, với chức năng của sản phẩm này không chỉ để ngồi mà còn để sử dụng vào các việc khác, chủ yếu như là trang trí. Đôn có thể sử dụng nhiều không gian khác nhau trong gia đình chứ không chỉ ở phòng khách. Đôn là một trong những dòng ghế đôn được sản xuất và phân phối rộng rãi trên thị trường. Chất liệu chính của sản phẩm là gỗ, với những loại gỗ tự nhiên là chủ yếu. Từ gỗ giá rẻ như sồi, thông, tần, xoan đào và gỗ gõ đến gỗ hương đều có thể sử dụng làm các sản phẩm này. Màu sắc và họa tiết kiểu dáng của đôn thì đa dạng và phong phú, đáp ứng được cái sở thích nhu cầu của người sử dụng. Ngoài ra còn có thể kết hợp với các chất liệu khác như là đệm, nỉ da để có sản phẩm sang trọng và hiện đại hơn. Mẫu đầu tiên thì quý vị và các bạn thấy đó là cái mẫu đôn hình chữ nhật, và mẫu này thì cao là 60. Đấy, và cái chiều dài sẽ là 60 và cái chiều rộng là 40. Đôn này thì có tên gọi đó là đôn rồng, bởi vì các họa tiết hoa văn ở trên này thì được đục chạm là đục chạm họa tiết hoa văn hình rồng. Mẫu này được làm trên dòng gỗ hương đá và được sơn một lớp PU bóng. Mẫu đôn hình chữ nhật sẽ thích hợp cho quý vị và các bạn các kê các mẫu tường gỗ hoặc các sản phẩm có dạng bề ngang thì nó sẽ cân đối hơn và đẹp hơn. Mẫu này thì được đục những chi tiết họa tiết hoa văn rất là sắc nét từ những cái đường nét về rồng và hình chữ thọ. Đây là cái phần mặt bên cũng đều được đục giống nhau hết. Với những dòng đôn, tất cả về các dòng đôn của đồ gỗ bán sáu làm thì đều được làm rất chắc chắn và toàn tất cả đều lựa chọn đó là phôi gỗ không có dính rác. Mẫu đầu tiên thì sẽ có giá là 2 triệu đồng. Đó là đôn rồng và đôn hình chữ nhật. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu đôn thứ hai. Mẫu đôn thứ hai này thì sẽ cao là 70, mặt vào khoảng là 35. Mẫu này cũng được thiết kế trên cái dòng là gỗ hương đá và đường vân thì ở phần bề mặt rất là đẹp. Từ và phía bên dưới này đó là một cái ngăn kéo nhỏ. Đôn này thì sẽ có một đặc điểm ưu việt và có cái tính năng khác so với mẫu khác, đó là có một ngăn kéo để chúng ta để các vật phẩm, để đồ vào phía bên trong, ví dụ như là chìa khóa hoặc bất kỳ vật phẩm nào. Ở đây thì sau này sẽ được gắn thêm cái móc để thuận tiện cho việc kéo ra kéo vào. Bên dưới thì vẫn được đục là hình chữ thọ. Mẫu đôn này thì có hoa văn triện rất là đẹp. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà quý vị và các bạn có thể mua để có được cái tiện ích tốt nhất khi chúng ta sử dụng. Đối với những cái mẫu đôn không chỉ ngồi mà còn để làm trang trí này, đôn được thiết kế nhỏ gọn và còn có thể là đi với bàn trà, trường kỷ. Và có rất nhiều mẫu đôn được thiết kế riêng biệt với kích thước dài rộng để phục vụ cho 2 đến 3 người ngồi, tiện nghi và kết hợp với các sản phẩm về bàn. Nếu quý vị và các bạn có những cái mẫu nhu cầu sử dụng muốn đặt đôn riêng thì chúng ta có thể liên hệ để chúng ta đặt theo yêu cầu, đặt được cả về cái dòng gỗ mà chúng ta muốn. Tiếp theo thì mẫu đôn nữa, mẫu đôn này thì cũng cao là vào 70, mặt vuông khoảng 30. Cũng được làm trên dòng gỗ hương, tuy nhiên là được phun PU màu với cái tông màu đỏ hơn một chút so với mẫu vừa rồi. Về họa tiết hoa văn của mẫu này thì được thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ mà vẫn đem lại cái nét đẹp cho cái mẫu đôn số 3.
Các kiểu dáng đôn thì có rất nhiều hình dáng, ví dụ đôn tròn này, phải phân biệt theo chất gỗ này, theo kiểu dáng này, hoặc là theo cái lối phong cách, đó là hiện đại, cổ điển hoặc cách tân. Như mẫu vừa rồi là mẫu thiết kế đơn giản. Mẫu tiếp theo nữa là mẫu thiết kế được thiết kế cầu kỳ và tỉ mỉ hơn, đó là mẫu đôn lục lăng, được thiết kế 6 mặt là lục giác và được làm trên cái dòng gỗ, đó là gỗ gõ với màu vàng nổi bật, sáng đẹp. Tất cả phần chân được ốp những cái phần tấm gỗ để tăng thêm cái độ chắc, tăng thêm cái độ đẹp cho mẫu đôn này. Mẫu đôn này sẽ có chiều cao là 80. Tất cả các phần bề mặt có đường vân rất đẹp. Và ngay kế bên đây đó là một chiếc đôn cao 80 nữa, nhưng đôn này là hình vuông. Và về màu sắc nó gần giống với mẫu đôn vừa rồi, tuy nhiên chất gỗ nó sẽ là gỗ gụ. Để phân biệt đơn giản nhất, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái phần tôm gỗ. Tôm gỗ gụ thì nó sẽ có những phần tôm to hơn. Đấy, và nó không có mịn như là gỗ gõ. Đặc biệt thì gỗ gụ sẽ có những cái phần tôm gỗ nó hơi chấm màu đen một chút để chúng ta phân biệt. Nếu như ai mà chưa hiểu nhiều thì chúng ta nhìn thì chúng ta cũng chưa có thể phân biệt được, vì màu sắc nó tựa tựa như nhau. Tất cả các mẫu đôn này đồ gỗ bán 6 luôn luôn có bán lẻ một chiếc hoặc có thể bán theo cặp để cân đối và đối xứng khi quý khách hàng kê đồ ở phòng khách hoặc là không gian sân vườn. Bất kỳ cái không gian nào mà chúng ta có thể kết hợp. Đây chúng ta có thể thấy nhìn cái màu của gỗ gụ nó sẽ khác. Gỗ gụ thì độ cứng, độ chắc, độ bền thì cực kỳ là tuyệt vời, sử dụng nhiều năm không có bị mối mọt. Tiếp theo là mẫu cuối cùng, mẫu này thì cũng là đôn cao 80. Đấy, và mặt thiết kế là hình vuông, được phun một lớp PUM. Mẫu này thì cái bề mặt sẽ làm lớn hơn một chút thì thích hợp quý vị và các bạn kê những cái pho tượng hoặc là các cái chậu hoa, cây cảnh hoặc là bình phú quý thì chúng ta sẽ kết hợp với mẫu đôn này, nó rất là cân đối và đẹp. Về phần ghép nối mộng từ cái phần mặt cho đến các phần kế bên thì được ghép nối rất là khít và đều, mộng bén chứ không có bị hở hoặc là bị vênh một cái đặc điểm nào cả, đảm bảo cho quý vị là những cái chất gỗ đẹp, chất gỗ chất lượng và thiết kế cực kỳ là chắc chắn và tỉ mỉ. Video ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về khái niệm đôn là gì, ý nghĩa của đôn và đặc biệt là các mẫu đôn phong thủy cho quý vị và các bạn tham khảo mang về kê đồ. Quý vị và các bạn muốn mua liên hệ ngay số điện thoại có ghi ở trên góc màn hình. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các nội dung tiếp theo.